Sáng nay tại cơ sở 7 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động của tập đoàn trong năm qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ của tập đoàn trong thời gian tới. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt thành phố Hồ Chí Minh do doanh nhân nhà giáo Nguyễn Đức Quốc, một người con quê hương Thăng Bình, Quảng Nam sáng lập và điều hành. Qua gần 15 năm phát triển, tập đoàn hiện có 8 cơ sở trường liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, đóng chân trên địa bàn các quận 12, Gò Vấp, Tân Phú và quận 9, với tổng số hơn 4.000 học sinh theo học các chương trình chuẩn quốc tế. Từ năm 2020 đến năm 2021, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của thầy và trò Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt nói riêng. Dưới sự điều hành của người đứng đầu đã giúp tập đoàn vượt qua được khó khăn từ đại dịch. Có những đêm mình không ngủ được, COVID diễn ra. Mình nghĩ rằng chẳng lẽ bây giờ chúng ta dừng ngay đây thôi hay sao? Bây giờ chúng ta đã làm gần ngàn cán bộ công nhân viên, cơ sở chúng ta phát triển như vậy. Và lúc đó người ta chỉ có một cơ sở thôi, họ đã thấy mệt mỏi rồi. Còn chúng ta cơ sở rất là lớn. Thì mình nghĩ trong đời mình bây giờ chẳng lẽ chúng ta dừng chân tâm huyết như vậy sao? Thì trong đời tôi nghĩ có điều rằng có những lúc khó khăn như vậy, tự nhiên quyết năng xuất hiện. Và kể cả có cô Bổ Ngọc ngồi đây, hồi đó thôi, cô không có nhận lãi gì đâu. Mình nói không, cái gì là cái đó. Nhưng mà cô Bổ Ngọc là cô thật sự, cô ngồi đây. Mình mới nói với thầy Nam hồi tối, càng làm, càng tiếp xúc thì chúng ta mới càng hiểu nhau hơn. Cái sự khó khăn đó, nhưng mà trong cái dịch đó, chúng ta phải bình an trong nghịch cảnh. Nghịch cảnh thì nó sẽ xảy ra như vậy, nhưng mà chúng ta không thể thay đổi nghịch cảnh được. Chúng ta phải chấp nhận lấy đó, chấp nhận cảnh, rồi chúng ta sẽ vượt qua. Chứ mình không thể là than trách phận rằng là tại này tại kia, chúng ta phải chấp nhận và vượt qua. Và đúng là chúng ta vượt qua thật sự. Quốc biết chắc chắn rằng cổ đông chúng ta đầu tư ai cũng mong muốn. Cái điều đầu tiên về giáo dục thì ai cũng muốn rằng là chúng ta có một cái nhân văn, cái giáo dục để mà chúng ta phục vụ cho con em của đất nước Việt Nam mình. Và cái thứ hai nữa là đầu tư cái gì chúng ta cũng phải đem về lợi nhuận. Cái điều đó là cái điều chắc chắn như vậy. Chúng ta đầu tư giáo dục ít nhất chúng ta phải mất 5 năm chúng ta mới thành công. Nhưng mà chúng ta đã mất hết 2 năm Covid, đã mất 1 năm để chống tỏa trên thương trường, thì coi như 3 năm ròng chúng ta phải chống tỏa trên thương trường. Và nhiều thế lực phá chúng ta rất nhiều, và nhiều thế lực đụng tập đoàn Nam Việt thì họ cũng đã ở một nơi rất là xa. Thì quý vị cùng theo dõi thông tin, quý vị cũng hiểu được, và cũng hiểu được cái sự trăn trở và cái tâm lòng và cái sự quyết liệt của Quốc. Trong thời gian vừa qua, quý vị thấy rằng nhiều người có ý kiến tại sao Quốc rắn như vậy. Có những lúc mình mềm, có những lúc rắn. Tại sao phải rắn? Tại vì quý vị đầu tư tiền, bỏ tiền của đây là tiền mặt thật sự, đồng tiền thật sự. Quốc phải rắn để bảo vệ tập đoàn, bảo vệ cái tiền của quý cổ đông, chứ không phải rằng là bỏ tiền của đây rồi chúng ta làm mất tiền quý cổ đông đi, chúng ta làm mất đi cái hiệu quả kinh tế của cổ đông đi, là điều đó là không được. Nên buộc lòng Quốc phải rắn như vậy. May là tập đoàn của chúng ta còn giáo dục và được xã hội họ ghi nhận những thành quả, những cái tình cảm của chúng ta như vậy, thì chúng ta mới có thành quả đến ngày hôm nay. Và đúng là năm nay chúng ta mới có cái sự phát triển mạnh mẽ. Bây giờ thực sự mà nói, từ cái cơ sở 1 của chúng ta, bây giờ năm này chúng ta đã có lợi nhuận. Cơ sở 2 năm này chúng ta đã có lợi nhuận. Cơ sở 3-4 của chúng ta đã có lợi nhuận. Cơ sở 5 từ 80 em học sinh, bây giờ là gần 300 mấy học sinh một cái trường tiểu học nhỏ nhất, bây giờ cũng đã có lợi nhuận. Cơ sở 6-7 bây giờ chúng ta full hết, đầy nhấp hết gần 1.400 học sinh hai cơ sở này. Và sau năm này thì chắc chắn nếu mà chúng ta không xây dựng trường, chúng ta không tiếp tục mở rộng thì không đủ sức để mà chứa. Thì đó lý do mà chúng ta đang xây dựng ngay bên này 20 phòng để mà chúng ta chuẩn bị cho năm kế tiếp. Bây giờ thương hiệu của chúng ta có rồi, học hiệu chúng ta cũng có rồi. Và Quốc nói nha, quý vị đang ngồi đây, quý vị thấy cái cơ sở của chúng ta có giấy phép từ tiểu học cho đến 12 để có giấy phép mở một cái trường này. Nó cực kỳ khó. Có những cái mình nghĩ chứ không thể chúng ta làm được. Và Quốc cũng mong muốn cổ đông chúng ta cùng đồng cảm với Quốc, với tập đoàn Nam Việt, và tiếp tục chia sẻ, tiếp tục cống hiến, tiếp tục tin tưởng tập đoàn để chúng ta phát triển đi lên. Về công tác chuyên môn, Hội đồng Sư phạm và trường đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó thầy và trò của trường chuẩn quốc tế Nam Việt phải thay đổi cách dạy và học thông qua hình thức học trực tuyến, giúp học sinh theo kịp chương trình. Nhà trường đã không thu phí học sinh nhưng vẫn tìm mọi cách có nguồn thu để trả lương cho hơn 800 cán bộ, giáo viên. Chúng ta đã
giữ vững được cái tập đoàn đi qua hai cái mùa dịch, và cái số lượng học sinh thì ngày càng tăng cao, chất lượng cũng là được là các phụ huynh cũng như là các cấp lãnh đạo là đánh giá là một trong những cái trường tư thục có cái chất lượng cao. Và để mà đạt được cái điều đó thì trong cái đợt dịch Covid-19 thì chúng ta phải ghi nhận cái sự sáng suốt của thầy Nguyễn Đức Quốc, chủ tịch tập đoàn, đó là mở ra cái siêu thị. Thì cái siêu thị nó đã giải quyết công ăn việc làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cung cấp cái nguồn lương thực, và đặc biệt là đồng thời những cái nhân viên siêu thị sẽ hỗ trợ nhà trường trong cái việc mà chuyển giao sách giáo khoa đến cho học sinh. Và khi bước vào năm học mới thì khi mà rất nhiều trường học trên địa bàn chưa có sách giáo khoa để học thì Nam Việt đã cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến từng học sinh rồi, và điều đó được phụ huynh tin tưởng rất là cao. Và khi mà đại dịch đi qua trở lại thì Nam Việt là cái tập đoàn mà không thiếu nhân sự, tức là có đầy đủ nhân sự ở các vị trí, chứ không phải giống như một số nơi khác là phải đi là tuyển nhân sự bổ sung trong là sau khi mà dịch Covid-19 kết thúc. Rồi thì đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng là cảm ơn cái quý cổ đông đã có cái sự đầu tư đối với tập đoàn và đã hỗ trợ tập đoàn trong suốt cái mùa dịch. Và chúng ta cũng cảm ơn các thầy cô giáo đã đồng lòng đồng sức cùng với là ban lãnh đạo để mà có thể là chia sẻ những cái khó khăn trong mùa dịch kéo dài. Và đặc biệt là ở đây chúng ta ghi nhận cái sự lãnh đạo tài tình, cái sự sáng suốt, cái sự quyết đoán cứng cỏi của thầy Nguyễn Đức Quốc, chủ tịch tập đoàn trong suốt cái thời gian qua, để chúng ta có được một cái tập đoàn Nam Việt đến nay thì đã có những cái giá trị thương hiệu nhất định và chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Năm 2022 vượt qua khó khăn, với sự cảm thông của các cổ đông, sự đồng hành của phụ huynh học sinh, thương hiệu nhà trường lan tỏa tốt hơn, trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy của phụ huynh cho con theo học, nâng tổng số học sinh hơn 5.000 em. Hiện nhà trường đang tiếp tục xây dựng cơ sở 9, 10 nhằm mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo, góp phần vào sự nghiệp giáo dục chung của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Khi mà biết đến tập đoàn Nam Việt thì Bảo Ngọc rất là đánh giá cao, rất là trân quý về những cái cách giáo dục của các thầy cô và cái văn hóa của Việt Nam mình. Trường Nam Việt có một cái đặc tính riêng là sẽ mang cái văn hóa của Việt Nam nó so sánh đến cái tầm thế giới, và có những cái phương pháp mà giáo dục rất là tân tiến, và giúp những em học sinh, không riêng về những bạn học sinh giỏi, những bạn học sinh mà Nam Việt còn hướng tới là sẽ hỗ trợ cho những em học sinh là kém may mắn và những em học sinh là khiếm khuyết, để cho các bạn là cùng trang lứa, cùng lứa tuổi với nhau, cùng sánh bước đến trường. Đối với cái đại hội cổ đông ngày hôm nay thì Bảo Ngọc cảm thấy rất là thành công, vì tất cả các cổ đông đã đến tham dự đâu đó là hơn 90%. Cũng cổ đông cũng rất là cùng ban lãnh đạo để mà chung tay góp sức để mà cho một cái tập đoàn Nam Việt ngày càng phát triển hơn nữa. Kết quả trong cái 2 năm qua thì chúng ta vẫn đảm bảo là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 100% và tốt nghiệp trung học phổ thông 99%. Đó là một sự cố gắng của cả một cái tập thể nhà trường với cái sự dìu dắt của thầy chủ tịch tập đoàn. Năm học này thì số lượng học sinh tăng so với năm học trước là khoảng 500 em. Đó là một điều mà chúng ta đáng mừng. Và cái thứ hai nữa, tất cả các cái hoạt động về chuyên môn cũng như là các cái hoạt động về văn thể mỹ trong tròn vẫn phải phát triển và vẫn luôn luôn được cái sự đầu tư đúng mực của tập đoàn, cũng như là cái sự cố gắng của các em học sinh mà phụ huynh đã tin tưởng, càng ngày phụ huynh càng yên tâm và gửi con vào tập đoàn càng nhiều, thì đó là cái niềm vui và niềm hạnh phúc của những người làm giáo dục như tôi. Và tôi rất hy vọng rằng là tất cả các quý vị cổ đông hãy tiếp tục đồng hành với tập đoàn để cho tập đoàn có được cái thế mạnh về tài chính, đầu tư, về cơ sở vật chất, để chúng ta làm sao chúng ta kịp hội nhập với cái quốc tế cũng như là hội nhập với cái tình hình mà chuyển đổi số trong cái giai đoạn 4.0 hiện nay. Thì đó là một cái điều mong muốn nhất, mong muốn có kinh phí để đầu tư thêm nhiều cái phòng học là tem cho các em, cũng như là nhiều cái điều kiện mà học theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới hiện nay. Đó là điều tôi mong muốn nhất. Được biết trong thời gian tới, nhà trường sẽ hợp tác với một số đối tác nước ngoài nhằm kêu gọi quỹ đầu tư giáo dục và nâng tầm tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt có ảnh hưởng hơn trong và ngoài nước.